Chào các bạn, video này sẽ là tiến độ hoàn thiện khu đi tàu Long Bình và phối cảnh ở một số nhà ga trên cao, hình ảnh phối cảnh của ga ngầm trung tâm tuyến Metro Bến Thành. Đầu tiên là tiến độ khu đi tàu Long Bình quận 9. Sau khi hoàn thiện, đi tàu Long Bình sẽ giống với hình phối cảnh này. Tuyến Metro số 1 dọc theo xa lộ Hà Nội từ quận Bình Thạnh, mọi người sẽ thấy được quy mô và tiến độ của tuyến này như thế nào. Đến nay đã hơn 2/3 kế hoạch đề ra. Khu đi tàu Long Bình ở quận 9, tổng thể công trình này có 27,4 ha như mọi người thấy. Theo kế hoạch thì đoạn chạy thử trên cao đầu tiên của tuyến Metro số 1 từ ngã tư Bình Thái đến đi tàu Long Bình. Chính vì vậy, đoạn trên cao này đang được ưu tiên và gấp rút hoàn thiện. Hiện tại, để đi tàu này, phần xây dựng cơ bản đã hoàn tất, phần thiết bị đang được lắp đặt cũng khá nhiều. Ở đây là nơi vận hành, bảo dưỡng bảo trì đoàn tàu khi đưa vào sử dụng. Khu này đang hoàn thiện và chuẩn bị cho công tác đón đoàn tàu từ Nhật về thành phố để chạy thử trong nay mai. Quy mô khu này bao gồm các tòa nhà vận hành và bảo dưỡng, xưởng chính bảo dưỡng tàu, các cơ sở hạ tầng, bảo dưỡng các thiết bị khác của đường dây, hệ thống điện, tín hiệu, thông tin liên lạc, bãi đỗ tàu, trạm vệ sinh tàu, mạng lưới đường nội bộ bên trong và bên ngoài khu vực và khu văn phòng. Tiện đây, cho mọi người thấy, khu đi tàu của tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội đã hoàn thiện. Để hình dung được hoạt động của nơi vận hành trung tâm như tàu vào đi tàu, nơi đỗ tàu và bảo quản, nơi sửa chữa đầu máy toa xe và nơi vận hành toàn tuyến. Khu đi tàu này có diện tích nhỏ hơn một chút so với đi tàu Long Bình của tuyến Metro số 1. Trong khu đi tàu, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, đoàn tàu được rửa sạch bụi bẩn bằng cách sử dụng công nghệ rửa tàu hoàn toàn tự động. Một đoàn tàu dài 80 mét được rửa sạch trong 15 phút, chỉ với một người vận hành trong phòng điều khiển, một lần rửa như vậy tốn khoảng 1 mét khối nước. Hệ thống này gồm các chổi lâu, quay tự động được đặt ở hai bên hông tàu và trên nóc tàu. Chổi lâu được làm bằng những sợi mềm đặc biệt, khi cọ rửa thì không làm chảy xước lớp sơn. Trở lại với tuyến Metro số 1. Mới đây, lộ hình ảnh phối cảnh đầu tiên của ga ngầm Metro Bến Thành là ga trung tâm của tất cả tuyến Metro. Ga ngầm Metro Bến Thành có chiều dài 236m, rộng 60m, sâu 32m, quy mô 4 tầng, kết nối chợ Bến Thành, làm điểm trung chuyển cho các tuyến Metro số 2, Bến Thành, Tham Lương, Metro số 3A, Bến Thành, Tân Kiên và Metro số 4, Thạnh Xuân, khu đô thị Hiệp Phước. Tầng 1 nhà ga gồm sảnh chờ, máy bán vé, cổng thu phí tự động, phòng hướng dẫn thông tin. Tầng 2 là sân ga, nơi đón và trả khách. Tầng 3 gồm phòng xử lý không khí, phòng cấp điện, phòng nghỉ của nhân viên và ke ga tuyến 4. Tầng 4 là sân ga, nơi đón và trả khách. Ga trung tâm Bến Thành có 6 lối lên xuống. Cụ thể, lối số 1 và 2 phục vụ khách đi từ công viên 23 tháng 9 và công trường Quách Thị Trang. Lối số 3 nằm trên đường Phan Chu Trinh cạnh chợ Bến Thành. Lối số 4 và 5 rất đặc biệt, sẽ nối trực tiếp vào tầng hầm của các dự án quanh khu tứ giác Bến Thành. Lối số 6 tại giao lộ Lê Lai, Huỳnh Thúc Kháng và đường Hàm Nghi. Được khởi công từ năm 2016, nhà ga Bến Thành giống như một trung tâm phố ngầm, kéo dài đến ga nhà hát thành phố, dọc trục đường Lê Lợi xuống mặt đất. Ga Bến Thành được xem là nhà ga ngầm lớn nhất vì là trung tâm kết nối của 4 tuyến Metro ở Sài Gòn, được kỳ vọng là một trong những biểu tượng mới của thành phố. Clip đến đây kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi người đừng quên bấm đăng ký, like và share để nhận những thông tin tiếp theo của kênh.